Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Vâng, Đồ Nhật Thanh Huyền thì đang giới thiệu cho các bác vào cái em máy rửa bát Panasonic màu trắng rất là trang nhã, rất là đẹp các bác nhá. À, chúng ta sẽ nhìn thấy ngoại quan này. Em này là một cái em máy mà rửa bát mini, rửa cho 4 đến 5 bộ bát đũa một lần. Nếu nhà nào mà có 4 người ấy thì chúng ta sẽ rửa luôn trong một bữa luôn các bác nhá. Và em này đời sản xuất là đời 2016, có cái tem đây chúng ta nhìn thấy số 2016 này. Sử dụng điện 100V thì cần phải cắm qua cái đổi nguồn tối thiểu là 1000V A, vì công suất tổng công suất của em nó cao nhất là đạt 685W. Về ngoại hình thể nói là mới tới 90%. Panasonic cái mã NP cái ngang TCR3 các bác nhé. Và em này có Econavi này. Đó. Và Đồ Nhật Thanh Huyền thì vừa mới ăn cơm xong đã cho bát đũa ở đây. Bát đũa này là nhà shop này là có 5 người. Chúng ta thấy rằng có một lớp, một tầng đây. Chúng ta có thể để cái viên rửa bát ở đây các bác nhé. Đấy. Bát tô, bát con này, bát chấm này, đĩa này, các loại đĩa này, đũa thìa rất rất nhiều luôn. Đây 5 người, 5 bộ bát đũa cũng được hết luôn. Mini, dòng mini đấy. Và giá thì vô cùng là hữu nghị phải chăng, giá đầu xuân chưa tới 2 triệu đồng các bạn ạ. Econavi siêu tiết kiệm điện, chúng ta sẽ chọn đây. Em này phải cắm lại điện đã. Chúng ta lưu ý nhé, máy này sử dụng điện 100V, cần phải cắm qua cái đổi nguồn tối thiểu là 1000V A. Đó, chúng ta sẽ có nút bật đây, tắt đây. Đó. Có phần sấy khô này. Đó, bắt đầu luôn nha các bác nhé. Rửa nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, tắt đi. Ấn menu ở đây để lựa chọn này. Cái đây là chỉ rửa thôi. Đó. Ở nhiệt độ thấp này, sấy thì tiêu chuẩn này. Chúng ta sẽ chọn là tiêu chuẩn này. Và ấn nút màu vàng này, start, bắt đầu luôn. Chúng ta nghe thấy rằng là có tiếng nước chảy vào rồi đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ luôn nhá. Và giá của em này thì là chỉ với là bao nhiêu? Chỉ với là 1.500.000 đồng cho các bác. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành. Giá này thì chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm bộ đổi nguồn. Máy sẽ đi kèm được 2 dây, đó là dây cấp và dây xả. Đó, vâng. Và ngoại hình thì mới tới 90% cho các bác, rất là đẹp luôn. Để vào cái phần bệ đá bếp này, cực kỳ là trang nhã, màu trắng đúng không? Thì rất hợp, ví dụ đi nhà shop thì đằng sau đang có một cái tủ lạnh màu trắng đúng không ạ? Vâng, và bác nào đã ưng ý với em nó rồi thì hãy mau chóng liên hệ ngay Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể dinh em nó về xài nhé. Video xin phép được dừng tại đây. Ngoài mẫu Đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu máy rửa bát khác nữa. Xin mời các bác liên hệ theo số điện thoại Zalo để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể các mẫu. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.